Và hôm nay trở lại rừng thì mà cũng rất là vui mừng khi được một vị khán giả cũng là một người anh rất là thân thiết cũng đã mua sắm cho mình một cái con dao mèo rất là đẹp cả nhà. Nhìn rất là hoành tráng luôn. Tại sao người ta gọi là cây chuối cô đơn? Bởi vì khi mà cây chuối lớn lên thì nó chỉ mọc một mình nó ở một bụi và nó ra một cây và những cái thân gốc của nó rất là to như vậy nha. Bây giờ thường thì có cái tên gọi là chuối cô đơn hoặc là chuối mồ côi nhé. Nhà xem những cái buồng chuối hoặc rừng quá là tuyệt vời luôn cả nhà. Hồi nãy giờ thì mình cũng đã tranh thủ thời gian cũng đã ngâm một ít hạt ươi ra đây rồi đây cả nhà. Thì một tí xíu nữa thì mình chờ cho nó nở ra hết thì mình bóc cái vỏ lụa bên ngoài thì mình bắt đầu mình sẽ cho thêm đường và đổ nước vào để mà mình sử dụng mình uống nhé. Buổi trưa hôm nay thì hai đêm mình sẽ chế biến thức ăn là một con chồn nha cả nhà. Giờ mình chặt to xong rồi tí nữa kho rim rim cho nó rút nước lại rồi sẽ ăn trưa nhé. Chào mừng cả nhà mình đã trở lại video tiếp theo đi kênh Già Làng Tây Nguyên nhé. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình mấy nay mình trở lại rừng để đi tìm những cây chuối đó cả nhà. Thì hiện tại bây giờ trên Tây Nguyên thì cũng đã có những cái buồng chuối nó đã ra hoa rồi nhé. Ra hoa cũng đã già rồi. Thì mình cũng sẽ đi tranh thủ đi tìm những cái loại cây chuối mồ côi đó cả nhà. Thì nó thường hay mọc tại những cái rừng non thôi. Vì ở những trong những rừng già thì những cây to thì nó đã che phủ hết nên là những cây chuối sẽ không phát triển được nhé. Những cây chuối cô đơn thì nó sẽ chọn cho mình những cái vị trí mà vách đá treo leo, thường thì những cục đá to to rất là nhiều nhé. Nó mọc ở đây. Tại sao người ta gọi là cây chuối cô đơn? Bởi vì khi mà cây chuối lớn lên thì nó chỉ mọc một mình nó ở một bụi và nó ra một cây và những cái thân gốc của nó rất là to nha cả nhà. Bây giờ thường thì có cái tên gọi là chuối cô đơn hoặc là chuối mồ côi nhé. Vì mình cũng sẽ video nào mình cũng sẽ chia sẻ đến với tất cả mọi người. Thì có những người thì xem nhưng mà không xem video trước thì cũng sẽ không hiểu được tại sao mà gọi là cái chuối cô đơn nhé. Thì cái chuối cô đơn là như vậy, là một mình, một thân và một buồng, gọi là cô đơn, cô độc, một mình đấy cả nhà. Và hôm nay trở lại rừng thì mình cũng rất là vui mừng khi được một vị khán giả cũng là một người anh rất là thân thiết, cũng vừa là một khán giả đã từng xem kênh Già Làng Tây Nguyên, cũng đã mua sắm cho mình một cái con dao mèo rất là đẹp cả nhà. Nhìn rất là hoành tráng luôn. Thì qua video này thì cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều. Anh cũng đã biết mình hay đi rừng nên là cần những con dao, nên là anh cũng đã hiểu được tâm lý và tặng cho mình một quả dao quá là đẹp, còn nguyên si nữa cả nhà. Bây giờ mình mới lột cái này ra nhé. Và hôm nay đi rừng đầu tiên thì mình cũng sẽ sử dụng cái con dao này. Và trong suốt cái cuộc hành trình của những video trên kênh Già Làng Tây Nguyên thì cũng sẽ sử dụng cái con dao mèo, một cái kỷ vật của người anh đó đã gửi tặng cho mình nhé. Qua đây thì xin cảm ơn anh rất là nhiều và xin chúc cho anh và gia đình sức khỏe dồi dào và luôn luôn bình an trong cuộc sống nhé. Lucy qua đây con. Tại Lucy nó nhảy nên là cái máy nó rung rồi cả nhà. Thì hôm nay trở lại rừng thì cũng sẽ có những biết được khỉ nha cả nhà. Đi rừng thì mới gặp được khỉ thôi cả nhà. Còn khi mà đi về làng thì hoặc là đi trao quà từ thiện hoặc là những đi tỉnh khác đi xa thì không thấy bọn khỉ này đâu nha cả nhà. Đi vô rừng thì tìm nó, gọi nó thì mới ra nó thôi. Cũng quay trở lại con dao thì xin cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Cảm ơn anh đã hiểu được cái tâm lý của mình thích dao nên là cũng đã tặng cho mình con dao mèo. Nhưng mà phải nói là nó chặt cây phải nói đúng là tuyệt vời luôn cả nhà. Nãy thử chặt mấy cây rồi, test thử là ok rồi. Thì thường là những cây chuối mồ côi á, nó mọc một thân một mình thôi cả nhà. Khi mà mình chặt nó đi rồi thì lần sau tại chỗ này thì nó cũng sẽ phát triển lên một cây khác và cũng sẽ ra buồng tiếp tục nha cả nhà. Nhưng mà cái buồng lần sau nó ra thì nó sẽ không được to như buồng lúc ban đầu. Thì tí nữa thì mình cũng sẽ lấy dẫn chứng cụ thể cho mọi người xem nhé.
chứ mọi người thì không biết được những cái tập tính sinh trưởng của cây chuối cô đơn, thì mọi người nghĩ mình là nói láo này nọ, nhưng mà tí nữa thì mình sẽ đưa dẫn chứng cho mọi người xem nhé. Mùa này thì nó còn nhỏ đấy cả nhà, nó còn nhỏ, nó mới ra mới búp thôi, và tầm này thì nó cũng đã được khoảng cỡ 5 đến 7 buồng rồi, nhưng mà nó chưa rụng được cái cuống búp và những cái lá bẹ tre kia thì nó còn xanh tươi, thì chứng tỏ là cây chuối này chưa già, chưa đủ tuổi để lấy nhé. Nhưng mà tiện đường đi lên chỗ này thì mình cũng sẽ ghi hình lại, chia sẻ đến với tất cả mọi người, thì để cho mọi người biết được là những cái lúc mà nó chuẩn bị ra buồng hoặc là nó chưa ra buồng là nó cây chuối như thế nào nhé. Còn xanh như vậy là chưa ra đâu cả nhà. Bên chỗ này thì cũng có một buồng như vậy nữa này, quay lại cho mọi người xem. Ôi, cái dao chặt quá đã luôn mọi người. Cảm ơn người anh đó nhé. Ui, nó cứ khỉ ra đi. Đấy, tính quay xa nhìn thấy không? Có ngược sáng không? Ngược sáng. Đấy. Nó góc của nó thì quay góc cho mọi người xem này. Nó chỉ có một mình thôi cả nhà. Ở mà ngay cô, ngay là ở một mình đấy. Ở một mình là nó to góc kìa, rồi nó chỉ có một mình nó thôi. Gọi là chuối cô đơn đấy cả nhà. Thì qua cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ với cả nhà mình biết được luôn là cái thời gian mà được trước đó mình cũng đã có chia sẻ, thì nó là Huy chuẩn bị làm kênh YouTube đấy cả nhà. Thì Huy cũng đã mở một cái kênh YouTube rồi, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ công khai ở đây luôn cho mọi người biết được nhé. Sau cái video này thì mình cũng sẽ để cái kênh của Huy tên là Khói Tây Nguyên ở dưới màn hình kết thúc, thì mọi người xem xong video này thì mọi người sẽ thấy video của Huy nhé. Và cũng mong rằng là mọi sự ủng hộ của quý vị, mọi đăng ký cũng như lượt xem, đó là những cái động lực và cái tinh thần cho anh em mình tiếp tục có những cái hưng phấn để mà làm ra nhiều video hay gửi đến cho mọi người ở xa xem, trải nghiệm bên màn ảnh nhỏ khi mà mọi người chưa có dịp để đến với Tây Nguyên và những con người tại nơi này nhé. Mong rằng mọi người xem video của Huy và cho tặng những cái lượt đăng ký và ủng hộ lượt xem nhé cả nhà. Qua đây thì cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nhé. Nó khỉ nó nhảy rung máy à? Dạ. Rung nhiều không? Rung nhiều. Đừng như chặt. Ở đây này. Nhà xem này, cái góc chuối cô đơn này cả nhà. Thấy chưa? Hồi nãy đứng kia quay cái ngược sáng rồi. Đã đời không? To, đùng to cả cái ôm luôn rồi nha. Đi nào, đi qua đây đi. Đi nào, khí, chứ đây, Lucy. Dao này đúng to rồi, dài chặt. Đã đấy. Đây, tiếp tục chỗ đây là cũng có một cây chuối mồ côi đây cả nhà. Phải nói là nó vĩ đại, nó to luôn ấy cả nhà. To đùng luôn ấy. Thấy ôm ấy. Lần này thì nó cũng đang ra buồng rồi nha. Gốc còn xanh tươi, gốc chưa bị héo. Khi mà những cây chuối mà nó đến tuổi trưởng thành rồi thì nó trở nên già nua, và cái buồng của nó khi mà những cái lá tre đó nó héo lại và có khi là nó rụng luôn ấy. Thì những cây chuối như vậy thì mình sẽ thu hoạch được nhé. Và hiện tại thì những cái mặt hàng chuối mồ côi thì mình vẫn đang có cung cấp để bán cho mọi người trải nghiệm và sử dụng nhé. Thì công dụng của nó là trị lợi tiểu và thông tiểu, nó trị phù thủng và điều trị bệnh sỏi thận, và hỗ trợ được cái căn bệnh tiểu đường. Và những cái mặt hàng chuối cô đơn này thì mình vẫn đang có cung cấp để bán cho mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu sử dụng cái chuối cô đơn này ngâm rượu hoặc là nấu nước uống hàng ngày thì cả nhà mình có thể là liên hệ với số điện thoại là 0328058111, thì sẽ có vợ mình ở nhà tư vấn và gửi hàng cho mọi người nhé. Vì mình thường hay đi rừng ấy, nên là có lúc thì gọi được, lúc thì không, nên cả nhà thông cảm nhé. Lúc nào mà về khỏi làng thì tới làng thì quý vị nào gọi thì mình cũng sẽ nghe máy, vì công việc hay đi rừng này cả nhà.
những cây chuối mồ côi ấy thì nó phải nói là nó có được quanh năm cả nhà. Thì khi mà những cây này lớn lên ra buồng thì cũng sẽ có những cây con đang phát triển, và cây kia ra buồng già mình thu hoạch cây kia thì cây này cũng sẽ lớn lên ra buồng, thì nó sẽ thay phiên và phiên đổi với nhau, và quanh năm thì lúc nào cũng có chuối để bán cho mọi người nhé. Mọi người có thể sử dụng ngâm rượu hoặc là nấu nước uống hàng ngày đều được nhé cả nhà. Để qua bên này đi, cây này buồng này chưa được, để qua hai buồng này. Bọn này nó mọc ở treo leo lắm nên là cũng rất là khó luôn. Qua đây đi. Ui à. Đi. Ui gì đây? Đây. Cái này thì cũng to đùng luôn này. Cái này ra buồng rồi. Ra buồng là buồng non. Đây là cái buồng mà nó cũng vừa trổ đây, nó ra búp đây. Cái loại búp chuối này thì ăn rất là ngon nha cả nhà, nhưng mà khi mà để chờ nó ra buồng nữa mình mới lấy búp nó nha. Bây giờ để nó phát triển cái buồng chuối ra đã rồi mình mới lấy nó nha. Không lấy lung tung. Ôi. Giật cả mình. Cái khỉ nó trèo nhanh như chớp nhỉ. À, trước kia có một cái buồng chuối rừng kìa. Chú hột rừng kìa. Ra đây lấy chú hột rừng đi. Ôi. Ô, cái này chín rồi. Nhà xem những cái buồng chuối hột rừng quá là tuyệt vời luôn cả nhà. Cái chuối hột rừng này thì công dụng của nó cũng giống như là chuối cô đơn cả nhà. Nhưng mà cái chuối hột rừng này thì nó rất là nhiều chỗ nào cũng có, nên là cái giá trị của nó sẽ rẻ hơn là cái chuối cô đơn nhé. Mọi người có nhu cầu sử dụng những cái buồng chuối cô đơn hoặc là chuối hột rừng thì cứ liên hệ với số điện thoại số đuôi là 361, thì mình sẽ có người ở, vợ mình ở nhà sẽ gửi hàng và cung cấp cho mọi người nhé. Rất là cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn tin tưởng và sử dụng cái mặt hàng dược liệu Tây Nguyên. Và xin khuyến cáo với tất cả mọi người thì khi mà mọi người mua những hàng mặt hàng dược liệu Tây Nguyên của mình á, thì có hai số điện thoại là 0328 058 333 và số 0328 058 111. Chỉ có duy nhất là hai số điện thoại này thôi nhé cả nhà. Cả nhà nhận hàng xong thì phải, nếu mà cảm thấy là có vấn đề gì khả nghi á, thì cả nhà cứ liên hệ hai số điện thoại này để mà xác nhận nhé. Bởi vì bây giờ thì cũng có rất là nhiều những cái thành phần họ gan tức ở, họ hay cũng hay phá mình và thường hay lập ra những cái trang web, cái fanpage để mà họ bán hàng, họ làm kém chất lượng để mà họ làm hạ cái uy tín của mình nha cả nhà. Nên là xin mọi người là khi nhận hàng thì hãy liên hệ hai số điện thoại để xác nhận nhé. Một dạo này ở trên Facebook thì cũng có mấy người họ giả là già làng Tây Nguyên đấy. Mình thì bây giờ là cái logo và những cái thương hiệu độc quyền ấy, mình cũng đã mua ở cục sở hữu trí tuệ rồi, nên là khi mà hàng gửi đến cho mọi người thì cũng sẽ có những cái logo của mình và có những hình ảnh. Đây này, ăn đi con Lucy, ăn đi, mỗi đứa mỗi miếng ăn đi, ăn đỡ đói nha con. Đây Jerry, ăn đi con. Ăn mạnh đi. Được đủ chưa? Này, cho tiếp này. Rồi, Lucy này, con này. Phần nào của đứa nào cũng có hết đó. Này, Lucy. Này, Lucy này. Rồi, sao ngon đầu hết cho người ta này. Này, ăn.
Thôi. Ngon quá. Nên những cái sản phẩm chuối rừng này thì mình cũng sẽ thu hoạch những mặt hàng là đảm bảo là tận gốc từ thiên nhiên để gửi đến cung cấp cho mọi người, thì trước là trải nghiệm được những hương vị Tây Nguyên và sau đó thì hỗ trợ sức khỏe nhé. Xa xa rồi tí trên cái chuối rớt xuống cái ống kính rồi. Đấy. Thấy không? Nên là cam kết là những cái mặt hàng là từ thiên nhiên. Ăn đi con. Cái khỉ này lâu lâu nãy giờ chạy đâu mà không thấy chuối à. Ăn đi. Thì đi thu hoạch những cái chuối này thì nó rất là nhiều công rồi nha. Mình đi tìm nó và tí nữa thì cũng chặt vác về thì nó cái thời gian nó phải nói là cái đường xa nên là cũng rất là mệt, nó cũng nặng lắm. Về nhà thì cũng sẽ phơi khô, chờ chín rồi lột vỏ phơi khô thì sẽ đóng gói gửi đến cho tất cả mọi người nhé. Ta thêm ăn nữa con nè. Ăn no đi con. Không thèm à. Nó bật khỉ. Nè có bao bỏ trong đây chưa? Đi 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 đi. Khó đi đó. Bên này có cây to này nè cả ơi. Này. Đây nhà xem cây chuối đã đời không? Trên kia thì nó cũng đang ra một cái buồng ở trên kia cả nhà. Loại này còn non. Và cái để đó thì lần sau mình quay trở lại nơi này thì cũng sẽ thu hoạch nó nhé. Ôi, mình đang buồn vĩ đại này. To lắm nhưng mà nó còn chưa chín. Đi qua đây đi, qua đây. Nó thấp này, qua đây quay rõ ràng cho mọi người xem. Nó sẽ bỏ ba lô bên này đi, tí nữa rồi đi trở lại qua. Mấy khỉ này đã mệt rồi mà đu đu đầu nữa. Đây. Đây cũng là một buồng chuối cũng đang trổ bông này cả nhà. Những cái trong những lách lá màu xanh kia thì cũng đã có những trái chuối và nó cũng đang phát triển trong đó. Thì hẹn một ngày gần nhất thì mình sẽ quay trở lại đây để mà thu hoạch những cái buồng chuối này nhé. Bây giờ hành trình của mình, của anh em mình để đi và gặp cái chuối nào và ghi hình lại cho mọi người xem nhé. Đi qua hướng này đi. Ủa nè, băng thẳng này kia là trường xuống cái kia kia. Đi nào, chơi đi. Nào. Tiếp tục một buồng chuối hộp rừng nữa cả nhà. Bỏ đi vào. Ông gom cho nó nhiều, bắt đầu vác xuống núi. Cái đồ này mệt rồi mà mấy con khỉ nó đu đu lên người. Đi qua đây đi. Thế nào, ra đi khỉ ơi. Đây này luôn đi. Nó càng lúc càng to rồi. Bên kia con đầy luôn. Đây.
Tiếp theo có một buồng chuối hột rừng nữa cả nhà. Hôm nay thì đi tìm nhưng mà chuối hột rừng thì thấy nhiều nhưng mà chuối cô đơn thì lại không thấy buồng nào cả nhà. Cái buồng chuối trái to đều đã ngon lành đấy. Đi bỏ bao thì xuống bên dưới đi. Đây cả nhà, tiếp tục là có một buồng chuối hột rừng nữa nhé. Và đó là những trái chuối rất là đẹp, to, đều quả. Và những cái buồng chuối cô đơn kia thì mình sẽ hẹn dịp sau nhé. Và những cái sản phẩm chuối này thì chuối cô đơn và chuối hột rừng thì mình cũng đã thu hái về và cũng để sẵn ở nhà rồi. Phơi khô kỹ càng rồi, khô kịp rồi đấy cả nhà. Đi từ sáng giờ thì cũng gặp được một cái buồng chuối rất là to cả nhà. Thì những cái bẹ chuối này thì nó cũng đã úa và nó già rồi. Thì ở trên kia thì có những cái trái chuối thì nó cũng đã to bằng căng dao. Nhưng mà những cái bẹ lá thì giữ cho những quả chuối còn rất là xanh. Nên là cũng chưa đến thời kỳ để thu hoạch nha cả nhà. Coi như là một buổi sáng nay thì anh em mình sẽ đi tham quan thôi. Rồi biết được những cái tình hình chuối như vậy thì xin hẹn những lần sau thì mình cũng sẽ đến tại chỗ này để thu hoạch những trái chuối này nhé. Và bên kia thì cũng có đang có những buồng rất là to và nó cũng hiện tại thì bẻ lá thì nó vẫn còn xanh. Thì những buồng này thì vẫn chưa đến tuổi thu hoạch thì hẹn lần sau thì anh em mình sẽ tới chỗ này nhé. Và bây giờ thì anh em mình cũng sẽ đi xuống dưới chỗ suối để mà làm thức ăn để chuẩn bị cho buổi trưa ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì hai anh em mình cũng đã ra tới suối rồi cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ chế biến thức ăn tại đây. Buổi trưa hôm nay thì hai đêm mình sẽ chế biến thức ăn là một con chồn như cả nhà. Thì bây giờ mình chặt to, xong rồi tí nữa kho rim rim cho nó rút nước lại rồi sẽ ăn trưa nhé. Bây giờ cho vào rồi gia vị vào là mình nấu lên thôi. Mấy cái món ăn đồ rừng này thì hương vị mắc khét hạt dổi thì không thể thiếu được cả nhà. Và hiện tại thì cái mặt hàng mắc khét hạt dổi thì mình cũng đang có bán cung cấp cho mọi người trải nghiệm nhé. Mọi người có cần sử dụng thì cứ liên hệ số điện thoại để ở màn hình thì mình sẽ gửi đến cả nhà nhé. Đổ thêm một ít dầu vào để đảo ngoái cho nó ngấm đều gia vị là mình để lên nấu thôi. Thì bài á, nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Cần cái cần cho thêm dầu nữa không? Mới khô. Tí nữa mình cho thêm thì nó cũng có một ít nó ra. Ngon nha. Bóng vậy. Cái sảy. Này. Mình lên lửa ra. Bây giờ sẽ đun một tí nữa cho nó săn thịt lên tí nữa rồi đổ nước vô hầm.
Giờ này giờ phải hầm ăn nổi chứ không hầm ăn nổi đâu. Cho thêm tí nước vô nữa là hầm sôi ống ục là nó cạn nước đó là sệt sệt là mình ăn là ok đấy. Hồi nãy giờ thì mình cũng đã tranh thủ thời gian cũng đã ngâm một ít hạt ươi đây rồi đây cả nhà. Thì một tí xíu nữa thì mình chờ cho nó nở ra hết thì mình bóc cái vỏ luộc bên ngoài, thì mình bắt đầu mình sẽ cho thêm đường và đổ nước vào để mà mình sử dụng mình uống nhé. Và cái công dụng của cái hạt ươi này thì nó điều trị nóng trong người, và nó đặc biệt là nó trị cho trong cái gai cột sống, và nó trị về những cái bệnh về đường tiêu hóa nha cả nhà. Và những cái loại hạt ươi này thì mình có thể là mình uống là nó sẽ trị nóng trong người nha cả nhà. Phải nói là những cái mùa hè mà mình sử dụng cái những cái hạt ươi này thì rất là tuyệt vời luôn. Và những cái mặt hàng về hạt ươi này thì hiện tại thì mình vẫn đang có cung cấp bán nhau cả nhà. Thì mọi người có nhu cầu sử dụng những cái hạt ươi này thì mọi người cứ liên hệ với số điện thoại mình để màn hình thì sẽ gửi bán cho cả nhà nhé. Trong quá trình thì mình lọc cái vỏ với lại cái hột của nó ra thì mình sẽ bỏ vào một cái ly nha cả nhà. Thì khi mà mình sử dụng thì mình đổ thêm nước vào và mình bỏ thêm đường mình vào mình ngoáy vừa đủ thì mình bắt đầu sử dụng nhé. Mình có thể là bỏ vào ngăn mát tủ lạnh hoặc là mình để cái thế này mình uống luôn cũng được nhé. Uống này thì nó rất là mát mẻ trong người và rất là tốt luôn. Và cái hương vị của nó thì rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Một cái ly cối uống nước thì mình ngâm khoảng tầm cỡ 3 đến 5 hạt thôi cả nhà. Lúc nãy thì mình ngâm hơi nhiều nên bây giờ thấy nó rất là nhiều luôn, nó nở ra nhiều lắm. Sau khi mà mình đã tách bỏ cái vỏ lụa ở bên ngoài với cái hạt rồi thì mình sẽ đổ đường vô nha cả nhà. Thì đổ đường xong thì mình cho thêm một ít nước. Rồi thì mình ngoáy lên và mình có thể là dùng trực tiếp luôn, hoặc là mình có thể là bỏ trong tủ lạnh mình uống dần nha cả nhà. Mình cứ đổ đầy lên đi Huy. Đấy, vì cái này là mình dùng để mình uống nước mà. Đấy, cứ đổ càng đầy rồi. Được rồi, ok. Mình cứ ngoáy đều lên thì nó những cái kia nó tan ra thì uống rất là ngon cả nhà. Đấy. Ngoáy lên đi. Ngoáy xong rồi mình để dành đây tí nữa thì mình ăn đồ rừng xong thì mình sẽ dùng cái này nhé cả nhà. Và hiện tại cái mặt hàng hạt ươi bay này thì mình vẫn đang có cung cấp nhé cả nhà. Thì mọi người có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ với số điện thoại để ở màn hình thì sẽ gửi đến cho cả nhà nhé. Đấy, nhìn đã không? Thử phát hết xem nào. Xem vừa chưa? Có vừa đường chưa? Đây là đường vừa chưa? Vừa rồi đó, rượu ngọt ngọt này. Rồi, phải là ok rồi đấy. Thì bài rồi cắt để dành tí nữa rồi ăn xong rồi tráng miệng. Cái loại này mà mình để trong tủ lạnh ngăn mát thì mình uống rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Đấy, nhìn đã đời chưa? Trong thời gian nãy giờ mình làm cái hạt ươi thì cái thịt này cũng đã chín rồi cả nhà. Bây giờ đổ ra đây anh em mình ngồi ở đây lai rai thôi. Đã chưa? Thấm đều gia vị luôn, nhìn mướp cực nha. Ui, cái nước này mà đã đấy. Đã quá. Rồi bây giờ là thức ăn đã chín rồi cả nhà. Thì lúc nãy hai anh em mình cũng đã tranh thủ lúc thức ăn này chín cũng đã có làm một ly hạt ươi rất là tuyệt vời cả nhà. Thì chờ ăn xong cái này thì anh em mình cũng sẽ tráng miệng nhé. Và qua video này thì mình cũng xin thông báo với cả nhà luôn là lần trước mình cũng đã từng nói rồi đấy. Thì sau những ngày mà mình đi rừng về rảnh rỗi ở nhà thì Huy cũng không có việc gì làm á.
thì cũng Huy cũng muốn mở thêm một cái kênh YouTube để làm cho nó đỡ trống thời gian đấy cả nhà. Thì kênh của Huy là Khói Tây Nguyên nhé. Xong video này thì mình cũng sẽ để ở màn hình kết thúc, thì cũng mong rằng là mọi người ghé xem kênh của Huy và ủng hộ cho Huy nhé. Và điều đó chính là những cái tinh thần và cái động lực của anh em mình để tiếp tục phát triển trong con đường YouTube này nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mong cả nhà luôn đồng hành cùng với hai anh em mình ạ. Cảm ơn nhé. Rồi xin bây giờ thì mời cả nhà mình uống rượu nhé. 50-50 nhỉ? Hết nó không? Đầy đấy. Đang mệt mà uống 50 chắc chết rồi cả nhà. Thôi nhắm môi thôi. Mời cả nhà nhé. Xin mời cả nhà dùng thịt với anh em ạ. Rồi, mời cả nhà dùng thịt nhé. Mà nó là cái hương vị mà cái hạt dổi nó thấm đều á. Mình ăn cảm thấy nó rất là tuyệt vời cả nhà. Rồi. Vừa ăn đúng không? Đã đời đấy. Ngon, hầm đun nó lâu nên nó cũng giòn cái thịt này. Mấy loại thịt rừng này nó phải dai dai như thế này mới đúng. Không thể nào mềm được. Nhưng có mềm gì nó cũng phải có chất xơ nó. Rồi, mời cả nhà mình uống rượu nhé. Rồi. Thịt đã đời hả? Ăn đụng mà cảm nó kháng thơm phức đã đời nha. Nó giòn giòn nhưng mà ăn nó thơm. Xương có nhạt cứng à. Xương loại này. Con rừng này thì nó cứng lắm. Khá là lâu rồi anh em mình chưa ăn những đồ rừng này. Ủa, đau bụng cũng phê đây nha. Trời, hôm nay nó cũng nắng nắng. Cái mặt hàng mà khá hạt dổi thì mình có liên tục nha cả nhà. Thì những ướp vào những cái món hầm, hoặc là mình làm muối chấm, hoặc là mình ướp vào những cái món nướng khá là tuyệt vời cả nhà. Mình nướng heo hoặc là nướng gà thì mình giả vài hạt vào thì phải nói là nó rất là thơm, một cái hương vị nó mùi đặc trưng lắm mày cả nhà. Này ngon. Mấy cái hạt vừa mà nhà mới đã. Nhà cái hạt nó kém ngon, nhai cái hạt. Mà. Hơi nhạt the cái đầu lưỡi này, thơm. The đầu lưỡi đã lắm cả nhà. Dài thật. Nhỏ lại cái đùi này. Nhai kỹ một tí là nó ngọt, nó giòn giòn. Nhà lâu tàng thật đấy. Này đúng là có thời gian mình ngồi ở nhà nhâm nhi ấy nhỉ. Tầm 5 tầm 7 ngồi thì 4 5 7 anh em ngồi đã đời. Ở đây thì có hai anh em trong rừng hơi buồn này. Nhưng mà mình chủ yếu là để no cái bụng để có sức đi về thôi, chứ còn không có thời gian để mà ngao du trong rừng nữa. À, phá mặn mồi đi. Ở đây có vài này, đã rồi. Da mỏng mà cứng nhắc, cứng nhắc mà ăn cá không nổ luôn á. À, tiếp tục đi. Wow, da nhưng mà ngon. Ăn mình lúc mà mình nhai xong mình nuốt cái nước á, lúc đó mới ngon. Càng nhai cái này càng nhai lâu nó càng bùi nó ngọt. Càng nhai lâu càng cảm thấy ngon. Nhậu cái này lợi mồm nhỉ. Dạ. Xương không nhai nổi á, cắn nổi luôn. Xương này nó cứng lắm. Ừ.
Nãy giờ nhậu mấy miếng mà anh em mình cũng đã cảm thấy là đủ rồi cả nhà. Thì bây giờ là tới lúc mà cái chai này nó đã tuyệt vời rồi đấy. Bây giờ thì anh em mình sẽ dùng cái loại này nhá. Ui nó đông luôn nè. Phải không, không phải đông nhưng mà nó kiểu như nó đặc ấy. Đó nhỉ. Nó kiểu như là nó không phải là đông nhưng mà kiểu là mình đổ ít nước là nó nở ra đấy. Và cái loại này thì quý vị một ly to như thế này thì bỏ khoảng tầm cỡ 5 hạt thôi cả nhà. Thì nó sẽ nở ra, mình chủ yếu là mình sử dụng cái nước của nó thì nó rất là ngọt và rất là thơm. Cả nhà xem này. Nó nghĩa là mình đổ ít nước á thì nó sẽ là kiểu như là nó đặc sệt luôn, nó đông thành như là kiểu đông xương luôn cả nhà. Đã đời đấy. Rồi giờ anh em mình sẽ tráng miệng xong cái này thì anh em mình cũng sẽ vác chuối đi về nha cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà nhé. Xin mời cả nhà. Tuyệt vời đấy. Cái này mà bỏ trong ngăn mát tủ lạnh hay uống thì đã đời nha. Nó tan trong miệng sướng. Ăn đồ rừng xong rồi thưởng thức cái loại thảo dược rừng đã đời cái này nha. Mời cả nhà nhé. Cho cả nhà xem nè, nó đặc nó sánh như này luôn rồi nha. Ui, đã đời lắm. Mời cả nhà uống tiếp nhá. Cái sảy con vào bãi nha. Ngày uống thì đặc tính của nó là mát mà. Đây mà có nước bỏ tủ lạnh mát mát thế nữa thì tê tuyệt vời luôn ấy. Wow, lại cảm thấy là thấy là rất là no rồi cả nhà. Bây giờ thì không nổi nữa rồi. Anh em làm không hết cái này đâu. Ráng đi. Tí nữa vác chuối rồi lại hết đi mà. Wow. Tháng nay thì cũng từ sáng đến giờ thì anh em mình cũng đã đi tìm chuối nhưng mà không gặp được chuối cô đơn nhé cả nhà. Gặp được hơn 10 buồng chuối hậu rừng thì tí nữa anh em mình sẽ vác về và chờ chín và chặt lát, chờ chín rồi lột vỏ phơi khô thì cũng sẽ gửi đến cung cấp cho mọi người sử dụng ngâm rượu hoặc là nấu nước uống hàng ngày. Và cái mặt hàng chuối cô đơn, chuối hậu rừng thì hiện tại mình đã vẫn đang có cung cấp cho mọi người sử dụng nhé. Cả nhà mình có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại 0328058111 thì sẽ có người tư vấn và gửi hàng cho quý vị nhé. Và bây giờ thì video của anh em mình cũng khá là dài rồi. Xin phép cả nhà mình sẽ dừng lại video ở đây nhé. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nhé. Mọi người nhớ chờ là video xong chỗ này là tới video của Huy nhé cả nhà. Ở màn hình kết thúc nhé. Chào tạm biệt mọi người nhé. Mong cả nhà thì luôn ủng hộ và đồng hành với hai anh em mình ạ. Xin chào tạm biệt.